112 mảnh ghép màu trắng, 359 mảnh ghép màu xanh da trời và 5 mảnh ghép màu đỏ. Chúng ta cùng bắt đầu làm nhé. Chúng ta bắt đầu phần thân. Phần thân gồm 8 hàng, mỗi hàng có 24 mảnh ghép. Hàng đầu tiên, 24 mảnh trắng ghép ngược. Hàng 2 và hàng 3, 24 mảnh xanh ghép xuôi. Chúng ta đã xong 3 lớp, lớp thứ nhất ghép ngược, lớp thứ hai, lớp thứ ba ghép xuôi. Lớp thứ tư, 3 mảnh màu trắng. Chúng ta sẽ bẻ lên. Lớp thứ 5, 2 mảnh màu đỏ, 2 mảnh màu trắng. Lớp thứ 6, 3 mảnh đỏ, 2 mảnh trắng. Lớp thứ 7, 4 mảnh trắng. Lớp thứ 8, 3 mảnh trắng. Chúng ta xong phần thân. Phần đầu sẽ gồm 11 hàng, mỗi hàng 30 mảnh ghép. Hàng thứ nhất 30 mảnh trắng ghép ngược, hàng thứ hai 5 mảnh trắng ghép xuôi. Chúng ta được lớp thứ nhất và lớp thứ hai. Lớp thứ ba sẽ gồm 6 mảnh trắng.
thứ tư, 7 mảnh màu trắng. Đến thứ năm, 8 mảnh màu trắng. Đến thứ sáu, 7 mảnh màu trắng. Đến thứ bảy, 6 mảnh màu trắng. Đến thứ tám, 5 mảnh màu trắng. Lớp 9, 10, 11, mỗi lớp 30 mảnh màu xanh. Ta xong phần đầu. Chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp. Đầu tiên, chúng ta sẽ dán keo. Chúng ta cần có keo sửa. Dán keo để gắn phần thân với phần đầu. Đến các bạn làm hai phần tay, cũng có hai mảnh màu xanh và một mảnh màu trắng. Bạn chuẩn bị hai phần mắt. Vậy là chúng ta hoàn thành chú mèo Doraemon.